No Life Mango đi cả nhà ơi, mango quá đẹp luôn. 125.000 bộ mango xịn nha. Mango xịn bán giá sale 125.000. Mango này là các chị nhận về là các chị đẹp nhà em ghiền cái chóc giải. Quần dài nha cả nhà, em đang mặc là mango quần dài nha. Giá 125.000 một bộ. Hàng giải siêu đẹp luôn á cả nhà, đẹp mà sang. Bộ em mặc các chị lên giúp em mã số 1 nha. Mã số 1 em có size 4 với lại là size 5. Bộ này là không có form nhỏ nha mấy chị, tại vì hàng trung niên. Cái lô hôm nay em like cho cái chị cái lô dài này là cái lô rơi vô hàng trung niên là nhiều, nên là nó sẽ không có size nhỏ, mà size sẽ là bắt đầu từ 60kg trở lên. Nếu như bộ em đang mặc là size 60kg đến tầm khoảng 65-67kg. 65-67kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa ha. Size số 5 là cho các chị đẹp nhà em tầm khoảng 68kg. 68kg đến 72-72kg ở nhà mình mặc được. Đẹp lắm luôn á cả nhà. Đây chị, túi mango á thì cái chị chỉ để tiền được chơi chơi thôi ha, để điện thoại đồ thì cũng được nhá. Nè chị, để điện thoại thì ok nè. Nhưng mà mình để điện thoại thì mình cũng để ý nha, tại vì cái mango nó rất là trơn. Trăm 25.000 nha các chị, mango này đẹp dữ lắm luôn á, mango trung niên ha. Cái vải thôi là các chị biết nó xịn, đẹp lắm. Bộ này em bán giờ là 135 đó các chị, đợt này em về thêm được một ít em bán cho các chị 125.000. Bộ em mặc các chị lên giúp em là mã số 1 nha cả nhà. Mã số 1 1.4 là 65-60. Bọn em mặc là tầm khoảng 67kg trở lại, các chị mặc ok ha. 60-67kg. Size 5 là cho các chị 67-68kg tùy chiều cao. Ví dụ chị nào 1m50 mà 67kg thì mặc size 5. 1m50 mà nặng 68kg hoặc là 69kg đó thì lên size số 5 dùm em luôn nha. Rồi chốt em, bọn em đang mặc là mã số 1 đi các chị. 125.000 bộ nha cả nhà. Em đứng lại cho các chị xem cái form lần nữa, đẹp lắm. Cái form quần nó cũng vừa mặc thấy ha, tại vì hàng mango mà may cho người trung niên, người lớn tuổi nữa, nên là thường cái quần nó sẽ không có dài phủ phê nha mấy chị. Ví dụ như em mặc cả em 1m58 là em mặc nó vừa phủ cái mắt cá chân của em á, vừa phủ, có cái thì nó ngắn hơn xíu nữa. Lên giúp em mã số 1, cái chị lên giúp giùm em là 1.4 hoặc là 1.5 đi ha. Rồi các chị lên giúp em mã số 1 đi các chị. Em like luôn nha. Mã số 1 em chốt xe số 4 cho chị Lợi Trường lên. Cái bộ đồ này nè các chị, một bộ đồ của nó là nặng gần 300g.
gần 300g nha. Tại hồi chiều chị khách với em, chị nhờ em cân thử để gửi ra nước ngoài á, chị nhờ em cân thử coi á là bao nhiêu bộ được 1kg. Em bỏ lên mới có 3 bộ mà mấy chị, là đã gần 1kg rồi. Có nghĩa là cái mango mà nó nặng vậy đó nha, có nghĩa là cái vải mango này nó rất là đẹp luôn các chị, đẹp nhà em nha. Vải rất là xịn, vải mango mà em để lên mới có 3 bộ thôi là nó gần 1kg rồi đó mấy chị, là nó chỉ ba bộ, nó hơn tí xíu rồi, nó tầm khoảng 800 mấy gram, là một bộ nó gần 300g, là cái chị biết là cái chất vải mango nó đẹp như thế nào rồi đó. Rồi bộ em mặc là mã số 1 nha, em có 1.4 và 1.5, bộ này các chị lên giúp giùm em là mã số 2 nè, mã số 2. Nên là cái hàng mango này là các chị không, nó đẹp hơn cái mango chính tắc mà bữa giờ em bán cho mấy chị nữa đó. Lên với em bộ này là mã số 2 nha mấy chị, mã số 2. Chốt em mã số 2 nha, em có 2.4. 2.5 có không chị? 2.4. 2.4 với 2.5 lên giúp em bộ này. 2.4 với 2.5 nha cả nhà. 2.4 là 67kg trở lại mặt dừa, và 2.5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 72kg trở lại, 23kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặt dừa đó. Phơm là thoải mái luôn, nguồn quá đẹp. Lên với em mã số 2 nha, chốt em mã số 2. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 3 nè. Em chào chị Thiên Thanh. Trời ơi, xe đại. Mã số 3 em có xe đại cơ mà. Bộ 125.000 chị. Lấy bộ này cho mẹ chị nè, chị Thanh Lê. Chị lấy xe 5 về cho mẹ chị mấy bộ này nè, đẹp lắm luôn á. Vải là nó siêu đẹp luôn á chứ. Nha. Cái mango, mấy cái bộ mango hôm rồi em bán cho mấy chị là nó đã đẹp rồi. Đúng không? Cái bộ này nó còn đẹp hơn nữa. Cái này là hàng ba, hàng của hàng là bỏ sỉ cho An Đông. Hàng này là hàng An Đông chứ không phải là hàng ở ngoài nha, hàng ở ngoài chợ Tân Bình đó, nên là cái chất lượng các chị nhận hàng các chị sẽ thấy nó khác. Chứ em thấy những cái mạt mà nó bán trong shop hoặc nó bán trong những cái store đó chị đó, nên là cái vải nó đẹp lắm. Với lại là hàng trung niên lên là cái form này nó to nha, form này to chứ không có size nhỏ, size 55 đâu là các chị mặc sẽ bị rộng. Size nhỏ nhất cũng là phải là size 60kg nha mấy chị, 58kg thì bon chen được được, còn không thì 60kg trở lên giúp em. Mã số 3 xe số 5 em chốt cho chị Thanh Lê. Dạ. Mã số 3 xe số 5 em chốt cho chị Thiên Thanh. Quá đẹp cái màu này luôn. 125.000, bộ này em bán 135 đó. Hôm nay em bán cho mấy chị giá 125. Rồi lên giúp em bộ này ha, bộ này lên giúp em mã số 3 nha, mã số 3. Mã số 4. Mã số 4 em có size 4 rồi mà. 67kg trở lại mặt dừa. Mã số 4 em có size số 4 rồi mà các chị, 4.4, 67kg trở lại mặt dừa. Bộ em mặc là mã số 1 nha. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. Ủa lộn, mã số 4. Mã số 4, 67kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 4 nha các chị, 4.4. Vải này các chị, vải này đẹp lắm. Vải là sờ vô là chỉ có ghiền và ghiền thôi. Rồi lên với em bộ này là mã số 4 nha, mã số 4, 4.4, 67kg trở lại mặt dừa. Rồi lên với em bộ này là mã số 5. Mã số 5 em cũng có size số 4 thôi mà, 67, 68kg trở lại. Lên với em bộ này là mã số 5 đi cả nhà, mã số 5. Rồi ôi đẹp quá, cái chị nhìn cái form áo nè mấy chị, đúng không? Hàng này là hàng trung niên nên là lò người ta may cái form nó rất là thoải mái cho mấy chị luôn. Đây, 67, 68kg là mặt vô tư nha. 67, 68kg là vô tư luôn. Chị sang vài bộ cho mẹ chị coi. Ok, để em lên số 5 cho. Lên số 5 cho chị sang vài, mẹ, vài bộ cho mẹ chị. Bộ này là về mẹ chị mặc là ok luôn. Mẹ chị cao nhiêu vậy? Chị Thanh Lê. Quá đẹp luôn á cả nhà. Quá xuất sắc. Lên với em bộ này là mã số 6 nha. Ủa anh mã số 5 chứ. 5.4, 65, 67kg trở lại mặc dừa. 67kg trở lại là mặc size 4 nha cả nhà. Và 68kg đến 72, 73kg thì cái chị đẹp nhà em là mặc size số 5 nha. Đây, này được bộ size 5 nè. Lên giúp em một bộ 125.000 nha chị bé ba ơi. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 7. 7.4 là 67kg trở lại mặc dừa. Và 7.5 là cho cái chị đẹp nhà em tầm khoảng 67, 68kg đến 72, 73kg là cái chị mặc ok. Rồi vậy là chị chốt cho mẹ chị size số 5 là mặc bộ này đẹp luôn nha.
Đây chị mặc size 5 là bộ này đẹp luôn. Lên với em bộ này là mã số 7 cái chị ơi. Lên với em mã số 7 nha, 7.4 và 7.5. Quá đẹp. Mã số 7 lên với em mã số 7. 125.000 à mấy chị. Hết rồi chị Thiên Kim ơi, áo mà ba trơn hồi chưa em like là hết trơn rồi, như không có xả luôn đó chị. Nhiều đâu có xả nha, áo đó đâu, áo mà mình bán 65.000 á. Hết trơn luôn rồi chị, khách lấy hết luôn rồi. 7.5 cho chị Thanh Lê. Rồi lên với em bọn này mã số 8 nè. Em có 8.4, 67kg trở lại mặt vừa. 60kg đổ lên, 67kg đổ về. Lên giúp em bộ này là mã số 8. Giúp em mã số 8 nha, mã số 8. Ôi nó đẹp. Cái này dài là 125.000 yeah. Giúp em mã số 8 đi cả nhà, mã số 8. Chốt em mã số 8. 60kg đổ lên, 67kg đổ về. Lên giúp em mã số 8. Chốt em bộ này là mã số 9. Em có 9.4 và 9.5. Em có 9.4 và 9.5 luôn. Lên giúp em bộ này là mã số 9. Đẹp quá đẹp. Mã số 9 nha cả nhà, mã số 9. Mã số 9 giúp em nha cả nhà nè. Đẹp lắm luôn. Mã số 9, chốt em mã số 9 nha. Chớ em mã số 9, bán 2 bộ, 3 bộ đồ này là cả ký lô rồi đó mấy chị, cả ký tiền hàng rồi đó. 9.5 em chốt cho chị Thanh Lê. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 10. Chốt em mã số 10, mã số 10 cả nhà. Em có 10.4 là 67kg trở lại mặt vừa, và 10.5 là cho các chị 72-73kg trở lại. Lên giúp em mã số 10. Mã số 10 giúp em nha, hình con hẹp rất đẹp luôn. Mã số 10 lên giúp dùm em mã số 10. Cái này giống cái áo vàng của áo bà ba của mình ha, hình nó giống cái họa tiết vậy đó cái gì, hoa mẫu đơn hình con hẹp. 10.5 em chốt cho chị Thanh Lê. Lên với em bộ này là mã số 11. 11 em có 2 bộ size 5. Lên với em là 11.5 nha mấy chị, 11.5. Em có 2 bộ size 5. Quá đẹp. 72kg trở lại mặt vừa, giống như bộ em mặc. Mà có họa tiết. Lên với em bộ này mã số 11. 72kg trở lại. 72-73kg trở lại mặt vừa. Lên với em bộ này là mã số 11. 11.5 em có 2 bộ nha. Rồi, em chốt cho khách em bộ còn bộ. Lên với em bộ này là 11 cả nha. Chốt em 11.5. Em còn bộ nha, 11.5. Rồi lên với em bộ này là mã số. Con Nhung em không có về hàng nữa chị Thanh Lê ơi. Giờ mình chuyển qua mình mặc mango đi chị, mango không nhăn, không rút, không xù lông. Mà giá lại là rẻ hơn ton nhung luôn. Cái ton nhung xịn đó là giá nhập vô nó đã là 115-120 ngàn rồi. Giờ em bán ra không nổi nha. Mà nó bị nhăn bị rút, nó lâu lâu là bị khách bán vốn. Nên là bây giờ không có dám bán nhung nữa chị. Giờ em chuyển qua mango hết luôn. Mà em cũng khuyên khách em là chuyển qua mango luôn. Còn chị, còn chị lấy chốt như chị 11.5 cho chị Thanh Lê. Để em lấy bộ này nè. Khác giống giống bộ em đang lai nè. Thấy bộ này chị lên với em bộ này là mã số 12 đó. Nên là bây giờ là các chị là mặc, chị nào mà từ xưa giờ mà mặc đồ to, nó không phải là em chê nha, không phải là chê đồ to, có những chị cũng rất là thích mặc đồ to, nhưng mà so với to và mango thì các chị mặc mango đi nó sướng hơn nhiều đó. Ton nó thì nhiều khi á là mình phải kỹ, mình để mà nó ẩm ẩm nó dễ bị mục lắm, mặt hay bị rách lắm mấy chị, ngồi mà ôm ôm tí xíu là nó lại bị rách. À ngày xưa mình chưa có mango thì ton là đỉnh nhất đúng không, bây giờ có mango rồi các chị chuyển sang mango các chị mặc đi. Giá nó vừa rẻ mà nó vừa đẹp nữa, không nhăn không rút không xù lông luôn. À, chứ ton nhung mà em lấy đúng hàng xịn cho mấy chị là không bao giờ giá sỉ mà dưới giá 115.000, ít nhất cũng phải 115.000 nha, 120 hoặc 125, và size đại rồi giá nó còn mắc nữa.
Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, mã số 12, 12.5 em chốt cho chế Hồng Hoàng. Size 5 của bộ này là tầm khoảng 72-73kg nha. Gọn gọn người 75 luôn, nhưng mà em canh cho mấy chị 73kg trở lại thôi. Rồi chốt em bộ này mã số 12 nha, mã số 12. Em có 12.4 và 12.5 nha cả nhà, có 5 không hả chị? 12.4, em có 12.4 nữa nha. Size 4 là 67kg trở lại mặt dừa. Size 5 là cho các chị tầm khoảng 67-68kg đến 72-73kg nha. Rồi 12 cho chị My Dương. Chị My Dương cho em cân nặng chiều cao kèm với số điện thoại đi chị My Dương ơi. 12 em có 12.4 nè các chị. 67-68kg trở lại đó. Lên với em mã số 12. Rồi chốt em bộ này là mã số 13. 13 em có 13.4 là 67kg trở lại mặt dừa. Và chấm 5 là cho các chị đẹp nhà em 72-73kg nha. Hàng này là đúng hàng trung niên luôn á các chị mặc. Các cô trung niên là mặc là chất vải là phải đẹp, mướt, nhẹ nha, mặc mát mới chịu, với lại thoải mái. Cái hai nữa là giá thành là phải tầm giống như cũng vừa túi tiền thôi, không được cao quá. Nè, bộ này là chân ái, thật sự chân ái cho các cô luôn đó. 13.5 em chốt cho chị Thanh Lê, 13.5 cho chị Rila. Nói chuẩn luôn, tôi sợ tan lắm rồi. Dạ, chị Mai Hiền Hiền thiệt luôn đó, mấy chị chuyển qua mango đi nữa thật. Nhiều người còn chân ái to lắm chứ. Có nhiều chị hỏi em to lắm, thật sự to ngày xưa là em thôi chưa có mango thì to là ok nhất mấy chị nha. Thì em chốt hàng thì em cũng dặn khách là mặc đồ này kia kỹ kỹ, nhưng mà lâu lâu cũng bị mang vốn cái vấn đề mà bị rút á. Về á, canh size đã trừ hao rồi nhưng mà giặt vài lần nó vẫn bị rút. Rồi lên giúp giùm em mã này nha, lên giúp em mã số 13. Chị My Dương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại, chứ không lên là chứ không có đơn đâu. 13. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 14 nha. 14 em có size 60kg và size 65kg. Lên giúp em bộ này mã số 14. 14 em có size 60kg và size 65kg, cái chị đẹp chốt em. Giải mango này là em bao đẹp và bao xịn cho mấy chị luôn nha. Hàng mà gọi là hàng loại nhất luôn á. Đẹp đến mức độ vậy nó không biết diễn tả làm sao nữa. Rồi lên giúp em bộ này nha các chị. 52kg. 52kg là mặc bộ này nè chị. Mặc em đang lên nè. Bộ nào mà em nói 60kg trở lại thì chị chốt. Chị My Dương không có lên cân nặng chiều cao, không có số điện thoại, không có hàng đơn chế. 13.4 cho chị Hồng Cúc Phan. Rồi mã số 14 size cho chị Huỳnh Tiết Thư. 14 2XL 65kg cho chị Huỳnh Tiết Thư. Rồi lên giúp chị em bộ này là mã số 14 nha các chị. 14. 14 em có size 60kg và size 65kg ạ. À. 60kg thì mặc 1XL, còn 65kg thì mặc 2XL. 14 size XL cho chị Quỳnh Lan. 11.5 chị Hồng Hoàng có không hả? Hình như có đó chị. Chị được hai bộ rồi đó. Chị được hai bộ rồi đó chị Hồng Hoàng. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 15. 15 em có 2XL và 3XL. 2XL là 65kg và 3XL là 70kg. Dạ, size 1XL đó chị. Rồi chốt em bộ này nha. Bộ này lên giúp em là mã số 15 nè. 15 là tay lỡ nè mấy chị. Tay lỡ. Em có 2XL là 65kg và 3XL là 70kg. Lên giúp em bộ này là mã số 15. 15.2 và 15.3 thì là 2XL với 3XL. Chị My Dương không có cân nặng chiều cao, không có số điện thoại là em không có chốt đơn được nữa nha. 125.000 một bộ nha chị Quỳnh Lan ơi. 15.5 là size 3XL cho chị Thanh Lê. 15.2XL cho chị Quỳnh Tiết Thư. Lên với em mã số 15 đi các chị, rất là đẹp. Tay lỡ nha cả nhà. 15. Vải đẹp quá dì ơi, con nhận được rồi, mang gồ áo dài, vải mát lạnh luôn, đẹp quá dì ơi. Cảm ơn Ngọc Trân nha, cảm ơn Ngọc Trân nhiều. Hôm nay con có mua cái mang gồ này không nè, mang gồ này nó còn đẹp hơn cái mang gồ con mới nhận nữa. Nó đẹp hơn gấp đôi luôn đó, 125.000 à. Rồi lên giúp em mã số 15 nha mấy chị ơi, 15. Rồi chốt em bộ này mã số 16 nè. Em có 16.4 chị, 15.
Rồi chị My Dương giống như là em nói với ai luôn, không phải em nói với chị luôn á. Em xin cân nặng chiều cao số điện thoại nãy giờ chứ không cho mà chế lên chế chốt hoài, nãy giờ chế không có chốt được bộ nào hết trơn á. Nha. Cho em cân nặng chiều cao kèm số theo số điện thoại, chế có muốn mua hàng không? Chị nhắn đâu, em đâu có thấy đâu, không có thấy cân nặng chiều cao, không có thấy số điện thoại ở đâu hết trơn á, có nhắn gì đâu. Có ai thấy chị My Dương nhắn cho em cân nặng chiều cao số điện thoại gì không? Mấy chị không có thấy cái gì hết trơn á. Mã số 15 2XL cho chị Nga Ngô. 15 3XL cho chị Hùng Thu. Là em hết 3X, em còn một bộ 2X cả nhà. Chị Nga Ngô ơi, chị Nga Ngô mặc 1XL hay là 2XL? Chị mua cho người lớn tuổi thì mặc 2XL ha, còn nếu như mà gọn người thì mặc 1XL. Còn 2XL thì chị mặc nó vẫn vừa ha, vẫn ok, nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn là 1XL tí xíu. Nhưng mà mua cho người lớn tuổi hay gì đó chị thì mình nên lấy cái size 2XL đi mặc cho nó thoải mái nha. Size 5 là tương đương với 3X. Dạ. Rồi chốt em bộ này là mã số 16 nè. 67 kg trở lại mặt giường. 60 kg đổ lên, 67 kg đổ về, tại vì mang gồ thì cái chị mặc nó cũng cho nó thoải mái nha. Ví dụ như em mặc cái bộ này là size 4 nè, là size cho cái chị 67 kg, nhưng mà cái mang gồ này nó rủ mấy chị đẹp nhà em thấy không? Nên là cái chị mặc rộng rãi thoải mái tí xíu nó vẫn ok nha cả nhà. Đó nên là những cái bộ này thì 60 kg đổ lên, 66 67 kg đổ về là cái chị mặc sẽ đẹp. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 16 nha, 16. 16.5 em chốt cho chị. À, không có 15.5. Lộn, em bấm lộn, xin lỗi. Chốt rồi. Cho nha em, bộ này mã số 16 nha. 16.4 em có hai bộ 67 kg trở lại mặt giường, rất là đẹp luôn các chị. Chốt em mã số 16. Rồi, trời ơi cái này em có hai bộ size 5 là đẹp quá. Rồi với em mã số 17 đi cả nhà, 17. Chị mua cho người lớn nhưng mà chị cũng phải cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chứ chị không có cho em thông tin gì hết trơn là sao em chốt vậy? Chị Quỳnh Lan, chị Quỳnh Lan đổi lại cái mã số 14 là cái bộ hồi nãy á, chị đẹp cái bộ mà lam á, bộ đỏ lam á. Lấy cho chị đổi là size 2XL đi chị. Ok chị Quỳnh Lan nha, chị Quỳnh Lan nha. Cái đó hả? Cái đó hình như là còn được một cái nè con ơi. Cái này hôm qua dì xã nghe được có một cái nè, mà cái này size tới 70 kg nè. Cái đó size tới 70 kg là hết trơn nè. Chị Nga Ngô lấy XL thì em sẽ không có XL. XL chị chờ mẫu khác giùm em nha. Rồi giờ em xả cái bộ của chị nha, 2XL. Dạ rồi là mã số 15 xả của chị Nga Ngô nghe đi chị. 17.5 em chốt cho chị Hồng Hoàng. Ok chị Hồng Hoàng. Lên với em 17.5 đi cả nhà. 73 kg nè. Bộ này 75 kg vừa luôn nha, nhưng mà em trừ hao cho những người lớn tuổi đó, em lấy 73 kg thôi. Cân nặng chiều cao luôn đi chị My Dương ơi, không có là em không có chốt được đâu chị. Dạ. Dạ đúng rồi, xả bộ đó hay lắm. Chị My Dương không có cân nặng chiều cao, không không là em không có chốt được nha, không có biết size nào để vừa để chốt nha chị. Mua cho người lớn tuổi là chị mua cho thì chị phải chỉ giùm em để mua về mình mặc cho vừa ha. Tại vì hàng này là em không có hỗ trợ đổi trả nữa. Hàng này là nó chuẩn dữ lắm rồi, bây giờ là size không có hỗ trợ đổi trả rộng chọc gì nữa nha mấy chị. Đó là mua hàng mấy chị mua cho hay gì thì họ chỉ giùm em, vừa thì em chốt còn không vừa thì em sẽ báo để khỏi mất công mấy chị. Mười bảy chấm năm em chốt cho chị Thanh Lê là em hết. Rồi chốt em bộ này là mã số 18. 18 em có một bộ size chung 1.5 hả? Bộ em mặc 1.5 còn thôi chị đẹp quên hết rồi. Rồi bộ này em có size 60 kg và size 65 kg nè mấy chị. Bộ này em có một bộ size chung nha, 65 60 kg trở lại mặt giường. 1
1.5 cho chị Thanh Lê luôn nha. Em chốt chị Thanh Lê có một bộ một phần em cho lấy đi chị. Bộ hai bộ gì em quên rồi. Bộ em mặc là mã số 1. Còn bộ nữa hả chị? Bộ em mặc mã số 1 em còn nha mấy chị. Bộ em mặc mã số 1 còn nè. Em còn 1.4, 1.5 luôn. Lên với em bộ này là mã số 16 nha. Để em coi 16 size đại cái tầm khoảng bao nhiêu ký. Rồi size đại 70 kg, cái chị đẹp nhà em mặc vừa nè. Size chung là 60 kg và size đại là 70 kg. Lên với em là 16 chung và 16 đại cả nhà. Ủa quanh 18 chứ. Trời ơi, từ 17 xong xuống 16. 18, em có 18 chung là 60 kg trở lại mặc dừa. Và 18 đại là cho cái chị đẹp nhà em 70 kg này đại nè chị. Rồi chung ha, chung là 60 kg, đại là 70 kg. Rồi chốt em bộ này mã số 19. Rồi bộ này đẹp nè mấy chị. Em có 19.4 là 67 kg trở lại mặt dừa và .5 là cho cái chị 72-73 kg. Chốt em bộ này mã số 19. Đẹp quá. Cái này là quần ống hơi suông suông nữa nè mấy chị nè. Thấy chưa, ống suông nè. Rất là đẹp luôn nha. Đó, cô lớn tuổi mắt mày mặc mấy bộ này là siêu thích luôn. Lên với em bộ này là mã số 19. Em có 19.4 là 67 kg trở lại mặt dừa và .5 là cho cái chị 72-73 kg. Lên với em mã số 19. Rồi lên với em bộ này mã số 20. 20 em có size 65 kg và size 70 kg. 20 cái chị 20 2XL là 65 kg và 3XL là cho cái chị đẹp nhà em 70 kg. Lên với em bộ này là mã số 20. 20 nha chị ơi, 20 19.5 cho chế Thiên Thâm. 20 65 kg 2XL cho chế Quỳnh Tiết Thư là em hết nè. Rồi em còn 3XL cái chị size 70 kg. Em còn size 3XL 70 kg. Lên giúp em mã số 20. Rồi 21 giúp em. Size 3XL cho chị My Dương. 70 kg, cao 1m55 trở lên nha chị My Dương. Lên với em bộ này là mã số 21 cả nhà. 21 70 kg trở lại mặt giường. Đẹp quá không? Mấy cái họa tiết đẹp quá mấy chị. 70 kg trở lại mặt giường. Lên giúp em bộ này nha cả nhà ơi. Bộ này là chín tóc nha. Đẹp lắm. Cái quần của nó vừa tới trên mắt cá tí xíu đó. Em 1m58 là em mặc vừa chấm cái mắt cá. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 21. 21 size đại 70 kg trở lại mặt vừa. 125.000 một bộ chị. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 22. 22 em có size 65 kg và size 70 kg. Em có size 2XL là 65 kg và 3XL là 70 kg. Lên giúp em bộ này là mã số 22. 22 nha cái chị 22. 22 nha cả nhà, 22. 22 cái chị ơi. Đẹp quá đẹp. 22 nha. 22.2 là 65 kg và .3 là 3XL là 70 kg. 22.5 cho chị Thanh Lê, .4 cho chị Quỳnh Tiết Thư. .5 là 3. Wow. 22.4 cho Ngọc Trân. Là em hết mã số 22. Rồi 60 kg trở lại mặt vừa cả nhà. Lên giúp em bộ này mã số 23. 23 60 kg trở lại mặt vừa. Chúc em mã số 23. 23 22 hết nha chị My Dương. Lên giúp em bộ này mã số 23 nha. 23 60 kg trở lại mặt vừa. Chị Thanh Lê là 3XL. Chỗ em bộ này em với chị hả, số 23 60 kg trở lại mặt vừa. 23 rồi, 24 70 kg trở lại mặt vừa. Chỗ em bộ này mã số 24. 24 70 kg trở lại mặt vừa. Chỗ em bộ này 24 cho 23 cho Ngọc Trân. Em chào chị Lê Phương Thanh. Lên với em bộ này mà 24 đi cả nhà. 24 70 kg trở lại mặt vừa. 23 em hết rồi. 24 cho chị Thanh Lê. 25 hồi bộ này nó đẹp mấy chị. 67 kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này mã số 25.
67kg trở lại mặt giường, 125.000 một bộ nha chị ơi. 125.000 một bộ, lên giúp em bộ này. Lên giúp em bộ này là mã số 27. Ủa, nhiều rồi, 24 25 lên giúp em bộ này mã số 25 cho chị Lợi Trường Lê. 25 có size 70kg chị. 25 rồi, lên giúp em bộ này mã số 26 65kg trở lại mặt giường. Bộ này 65kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này mã số 26. Ôi ôi nó đẹp nè mấy chị, ống suông nha. Đó, quần áo suông nè, đẹp lắm luôn. Lên với em bộ này mã số 26, 65kg trở lại mặt giường, giúp em mã số 26. Rồi 27 72-73kg trở lại mặt giường, lên với em bộ này mã số 27. Quá đẹp luôn. 27-72-73kg trở lại mặt giường nè, quý chị lên với em bộ này mã số 27. Bộ này đẹp, quá đẹp luôn á. Chị nào không chốt, bộ này ổn lắm nè. Lên với em bộ này mã số 27 nha. 27 cho chị Thanh Lê. Rồi 28 70kg trở lại mặt giường. 28 70kg trở lại mặt giường cả nhà. Lên với em bộ này mã số 28. Đẹp chưa quý chị? 28 nha. 28 70kg trở lại mặt giường, lên với em bộ này mã số 28. Rồi 29 72-73kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này là mã số 29. 72-73kg đổ lại. 28 em chốt cho chị Trúc Thảo. 72-73kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này là mã số 29. 29, 27 em hết rồi chị. Lên giúp em bộ này mã số 29 nha. 72-73kg trở lại, giúp em mã số 29. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 30. Ôi ôi nó đẹp nè mấy chị. 65kg trở lại mặt giường, 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 30. Đơn của chị còn đó chị. Ngày mai chị gọi lại là mấy bạn nhà em đã ốp máy rồi ha. 29 em chốt cho chị Châu Thị Liên. Em cầm là mã số 30 đúng không chị? 30 nha các chị, 65kg trở lại mặt vừa. Quá đẹp luôn cả nhà. 30 nha, 65kg trở lại mặt vừa, lên với em bộ này là mã số 30. Đơn chắc mấy bạn nhà em còn giữ. 31, 60kg trở lại mặt vừa. Tay lỏ nha mấy chị. 31, 60kg trở lại mặt vừa, lên với em bộ này là mã số 31. 31, 30 chân Ngọc Trân. 31 cả nhà, 31. 31, 60kg trở lại mặt giường. Áo bà ba hả chị? Áo bà ba lại hồi trưa em like á, chị có lô mới về đó. Có lô mới về, chị có thể coi lại like cho nhanh nha chị Hồng Thu. Coi lại nhanh rồi đặt mã áo cho chị. Rồi 60kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này mã số 32. 60kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này mã số 32 cả nhà. 32. Ủa mấy bộ này đẹp đẹp không à mấy chị ơi, bông quá đẹp. 32, 60kg trở lại mặt giường, lên giúp em bộ này mã số 32. 32 chị lấy lại cái bộ đen hồi nãy đi chị, đẹp bộ đen nó còn size 4 không hả? Cái bộ mà bông đen đen đầu tiên nãy mình like mấy chị vô sao mấy chị chưa thấy. 32 cho chị Lê Phương Thanh. 27 hả? 27 em hết rồi. 27 hết rồi nha chị Ánh Tiết. Chớ em bộ này mã số 33, 60kg trở lại mặt vừa của chị. Đẹp quá. 33, 125.000 một bộ nha chị ơi. 33 nha các chị, 33, 60kg trở lại mặt vừa, bộ này quá đẹp luôn. 33 nha. 125.000 một bộ. Mang đồ si xịn luôn. Chốt em bộ này mã số 33. 60kg trở lại mặt vừa, em chốt cho chị Lê Phương Thanh. Rồi bộ này em còn size 4 không à mấy chị nào vào sao chưa có thấy lấy bộ này nè ha. Mã số 7. Bộ này mã số 7, 67kg trở lại mặt vừa. 67kg trở lại mặt vừa, 75kg là mặt size 5 á. Bộ nào mà em nói 72-73kg á chị bảo. Nhưng mà 75kg là chị phải cao 1m57-58 trở lên và gọn gọn người tí xíu giúp em về mặt vừa nha. Rồi lên giúp em bộ này nha, 67kg trở lại mặt vừa nè. Lên giúp em bộ này là mã số 7 nè các chị. Bộ này đẹp nè mấy chị. Chị nào mà thích mấy cái tông màu sang mà tối thì lấy mấy cái này nè.
đẹp lắm. Em còn size 4 mà size 6, 7 ký trở lại. Chị coi lại live chị Hồng Thu. Bây giờ nếu như mà coi chưa có kịp á, thì bây giờ mình tua lại live stream mình coi giùm em đi. Cái live em còn để đó, 7.4 cho chị Hồng Cúc Phan. Ôi ôi, cái bộ này nó đẹp nè mấy chị. 70 ký trở lại mặt vừa, cái này là size đại. Ôi ôi, cái màu hồng. 70 ký trở lại mặt vừa lên giúp em, bộ này là mã số 34. 34 giúp em nha, 70 ký trở lại mặt vừa lên giúp em, bộ này mã số 34. 70-71 ký trở lại nè, lên giúp em bộ này là mã số 34 nha. 34 quá đẹp, chốt em 34. Chị coi mẫu xong đi chị, rồi chị nhớ cái mã đồ, chị ưng cái mẫu, chị ưng cái mã đồ nào cái like hồi trưa nha. Like hồi trưa em lên 10 bông, 11 bông gì đó. Rồi chị cho em cân nặng chiều cao nha. Rồi em sẽ lấy cho chị, còn thì em lấy cho. Mình coi like đi cô Tư nha, coi bông nào mình ưng thì mình chốt nha cô. Rồi 70 ký trở lại mặt dừa luôn. Trời ơi nó đẹp cái này mấy chị. 70-71 ký trở lại ha, lên với em bộ này là mã số 35. 35 nha mấy chị, 35. Đồ hồi chiều gọi gọi là đi rồi nha chị, về sang sang. Dạ. 34 màu hồng đẹp quá, mà không chị nào chốt hả? 35 cũng đẹp nữa nè, 70 ký trở lại mặt dừa. 70-71 ký trở lại, lên với em bộ này mã số 35. Chốt em mã số 35. 125.000 một bộ chị. Rồi lên giúp em bộ này 65 ký trở lại mặt dừa. 65 ký trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 36. Màu vàng đồng mấy chị. 36 nha, 65 ký trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 36. Rồi chốt em bộ này là mã số 37. 65 ký trở lại mặt dừa luôn, lên giúp em bộ này mã số 37. 34-35 cho chị Lê Phương Thanh. Nhận đồ rồi, đẹp nha. Em cảm ơn chị Huyền Trang Nguyễn. Cảm ơn chị. Ba mươi bảy em chốt cho chị Trúc Thảo. 37 là bộ này đúng không chị? 37 em chốt cho chị Trúc Thảo. Rồi lên với em bộ này là mã số 38. 65 ký trở lại mặc dù. 38 cả nhà, 65 ký trở lại. 38 nha, 65 ký trở lại mặt dừa, lên với em bộ này là mã số 38. Quá đẹp luôn. 38, 65 ký trở lại. 38. 38, 65 ký trở lại mặt dừa, chốt em mã số 38. Rồi chốt em bộ này là mã số 39. 39. Nếu như mà hồi chiều gọi chưa có đi đơ, chưa có nghe máy thì là đơn còn ở đây nha chị ơi. Mai mấy bạn nhà em sẽ gọi lại, cái chị để điện thoại giùm em. 60 ký trở lại mặt dừa cả nhà. Lên với em bộ này là mã số 39. 39, 60 ký trở lại mặt dừa, lên với em bộ này mã số 39. 39, 60 ký trở lại mặt dừa, chúng em mã số 39 nha. Rồi 40. 40 là 65 ký trở lại mặt dừa. 39 em chốt cho chị Huyền Đỗ. 40 là 65 ký trở lại mặt dừa. Ok, em có số nội của chị Huyền Đỗ rồi ạ. Lên với em bộ này 65 ký trở lại mặt dừa, lên với em bộ này mã số 40 ạ. 40 đẹp quá cả nhà. 40. 65 ký trở lại mặt dừa ha, lên với em bộ này mã số 40. 40 cả nhà ơi, 40. Rồi 41. 39 hết ngọc chân đây. 41, 65 ký trở lại mặt dừa. Rồi 41. 65 ký trở lại mặt vừa cả nhà, chốt em bộ này mã số 41. Bà ba em like hồi trưa rồi đó chị, mình có thể tua lại like mình coi cho nhanh nha chị Nguyễn Nguyễn Tính này. Tối nay em tranh thủ em lên mango cho mấy chị ha, mango em còn em mới về tầm được khoảng mấy trăm bộ. Sáu mươi lăm ký trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 42 đúng không chị? 42. 67 ký, bộ này 67 ký trở lại mặt dừa nè, lên giúp em bộ này mã số 42. Họ ơi bộ này đẹp, cái bộ này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Bộ này chiều em có like mẫu nè, chị có lấy không, lấy em lấy cho sĩ à, em lấy cho chị khách em à, chị đặt 30 bộ luôn, đặt mẫu này nè. Lên giúp em bộ này là mã số 42. 42, 65, 67 ký trở lại cho chị Trúc Mai Bùi.
Rồi lên giúp em bộ này mã số 46 cả nhà, 46, 65kg trở lại mặt giường. Ủa 42 tới 43 chứ. 43 cả nhà ơi, 43. 43, 43. Mình tua lại like được mà chị. Chị cứ vô cái like chị tua lại. Ở dưới nó có cái thanh mình tua tới tua lui đó. Chị tua mua bao nhiêu vòng cũng được đó. Lên với em bộ này nha cả nhà, chốt em bộ này là mã số 43. 43, 65kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 43. Rồi, 44 nè cả nhà, 44, 60kg trở lại mặt dừa. 44 cả nhà ơi, 60kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 44. 44 cả nhà, 44, 60kg trở lại mặt dừa. 44 nha cả nhà, 44, 60kg trở lại mặt dừa. Lên với em mã số 44. 44 cho chị Huyền Đỗ. Rồi lên với em bộ này là mã số 45, 60kg trở lại mặt dừa luôn. 45, 60kg trở lại mặt dừa. 44 em hết à. 45, 60kg trở lại mặt dừa. Chớ em bộ này mã số 45. 45, 60kg trở lại mặt dừa. 125.000 một bộ à. Bốn mươi sáu cả nhà ơi, 65kg trở lại mặt giường. 46 cái chị, 46, 65kg trở lại mặt giường. Lên với em bộ này mã số 46. 46 nha, 46, 65kg trở lại mặt giường. Lên với em bộ này là mã số 46. Rồi chớ em bộ này mã số 47, 60kg trở lại mặt giường. 47, 60kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 47. 47 cả nhà, 47, 60kg trở lại mặt dừa. 47 mang gồ lửng em còn mà còn ít thời chị, đa phần nó còn cái mẫu sắc nắp đó ha. Rồi cho em bộ này 48 cả nhà, 48, 65kg trở lại mặt dừa. 48 đẹp quá. 48, 65kg trở lại mặt dừa. 47 em chốt cho chị Phương Thanh Lê, Lê Phương Thanh. 48, 48, 65kg trở lại mặt giường. 48 cả nhà, 65kg trở lại mặt giường. Đúng rồi, 125k một bộ ạ. À, lên với em bộ này nha cả nhà ơi, 65kg trở lại mặt giường. Lên với em bộ này mã số 48. Trời ơi bộ này đẹp nè mấy chị. 49, 70kg trở lại mặt giường. Bộ chín tóc 49, 70kg trở lại mặt dừa. Bộ chín tóc nha, quá đẹp luôn. Chín tóc nhưng mà cái quần của nó cũng không có ngắn lắm đâu mấy chị nha. Mấy chị mặc là nó tầm khoảng trên mắt cá xí thôi à. Xíu thôi chứ nó không có lên cao. Rồi lên giúp em bộ này 44, 44 hết rồi Ngọc Trân ơi. 47 và 48, em là 49 đúng không chị? Bộ này 49 nè, 70kg trở lại mặt dừa. Chị nào vừa chốt đi, chị bộ này đẹp lắm luôn á. Có một bộ một hàng kiểu cũng đẹp nữa. Lên với em bộ này là mã số 49, 70kg trở lại mặt dừa. Rất là đẹp luôn, 49. Rồi lên với em bộ này là mã số 50. 50, 72, 73kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 50. 49 thì chị Trúc Mai Bùi. Lên với em bộ này là mã số 50, 72, 73kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 50. Quá đẹp luôn. 50 nha cả nhà, 50. 72, 73kg trở lại mặt dừa. Chốt em bộ này mã số 50. Cái giải nó chị ơi, đẹp. Chốt em mã số 50. Rồi 51, 70kg trở lại mặt dừa luôn. 51. 51, 70kg trở lại mặt dừa. À, đó size 3 nhiều đó chị. Nhấn cái cọc đằng đằng. Nhấn cọc đằng size 3 nhiều đó. 50 em chốt cho chị Bảo Bảo. Lên với em bộ này là mã số 51 cả nhà, 51. 70kg trở lại mặt dừa nha, 70, 71kg trở lại nè. Lên với em bộ này mã số 51. Đẹp lắm. 51. Còn nha chị Hồng Thu ơi. Chị lấy thì lên với em về. Thôi về. Hả? Không biết thì thưa, thưa gì đẹp. Biết rồi đó, mai mốt lại là thưa nha. Thưa đi. Rồi, ơi, từ hồi nãy giờ, ủa anh từ qua, từ bữa giờ không biết gì đẹp. Không biết gì đẹp cho chị hả?
Bữa nay biết rồi là mai mốt qua là Thưa nha. Thưa là bị đòn. Nhỏ rồi mã này thứ mấy của anh Tiêu rồi. 51. Dạ. Rồi lên với em bọn này mã số 52, 7273 kg trở lại mặt dừa. 7273 kg trở lại mặt dừa. Đúng rồi, sắp mấy cái cục đó đưa lại cho dì Điệp ôm đàng hoàng để xúc. Ôm cứng vô, đúng rồi. Bảy hai bảy ba ký trở lại mặt dừa lên với em bộ này là mã số 52. 52 nha cả nhà ơi, 52 chú em bộ này mã số 52. Đẩy cái này ra ngoài, xích ra ngoài xíu đi. Đúng rồi phải để cho nó ra. Ừ đúng rồi, giỏi quá. 65 ký trở lại mặt dừa. 65 ký trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 53. 53. Dạ ok chị Thanh Lê, đơn của chị Thanh Lê đi đơn luôn khỏi rồi. 53 cái chị ơi, 53. Rồi lên một xanh lá với chị sẽ quá. 65 ký trở lại mặt dừa. Hai khách giùm em dài cục lên. 65 ký trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 53. 53 nha mấy chị. Rồi 54, em có 54.4 và .5. Ôi ôi cái bộ này đẹp nè. Xe 4 là 67kg và xe 5 là 72.3kg. Lên giúp em bộ này là mã số 54. 54.4 là 67kg trở lại mặt dừa. Và .5 là cho cái chị 72.3kg. Lên giúp em bộ này là mã số 54. 54.4 và .5 nha. Lên giúp em bộ này là 54 cả nha. 53 em chốt cho chị Trúc Thảo. Một cái áo bà ba xanh biển size số 4 cho chị Hồng Thu. Hai lấy em thôi. Đó xanh biển, áo mã xanh biển. Size 4. Hàng ngay đây nè hai. Đúng rồi. Xích ra đây qua phía trong. Vô. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Xanh biển. Không, xanh biển là cái ngay tay chị mà bên kia đó, cái màu xanh biển, màu nào màu xanh biển à. Số 4. Không ơi, bên đây hai cái cặp cái cặp số 5. 54.5 đi chốt cho chị Hồng Thu. Ủa quên cho chị Thanh Lê. .54.5 cho chị Thanh Lê, 125.000 bộ chị Ngọc Hà ơi. 54.5 cho chị Châu Thị Liên là em hết .5. Em còn một bộ size 4, 66-67kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là 54.4. 54.4 nha. 54.4 cả nhà ơi, em còn. Hết rồi chị Tiết Hằng ơi, hết rồi em không có còn bộ nào hết trơn á chị. Rồi chiều bộ chị em like là hết rồi. Rồi bộ này 70kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 55. 55 cái chị, 55 70kg trở lại mặt dừa. Chứ em bộ này mã số 55 ha. Màu quá đẹp. 70-72kg mấy chị nha. 70-72kg mà chốt cho chị 70kg lên giúp em bộ này là mã số 55. 55 rồi 56, em có 56.4. 56.4 là 67kg nha. .5 là 72.3kg lên giúp em bộ này là mã số 56. 56 nha các chị ơi, 56. 56 nha các chị, 56. 56.4 là 67kg trở lại mặt dừa và .5 là cho các chị đẹp nhà em 72-73kg. Màu trắng size số 4 cho chị Hồng Thu, cái áo và ba mã trắng size số 4 luôn ha. Trời ơi cái này nó đẹp cái nè mấy chị ơi, cái này không chốt nữa là uổng luôn nha. Nãy chị nào hỏi em mà có màu đen mà size 5 nè, đây lên giúp em bộ này là mã số 57. 57.4 là 67kg trở lại mặt dừa và .5 là cho cái chị 72-73kg lên giúp em bộ này là mã số 57. 57.4 là 67kg, .5 là 72-73kg nha. .5 cho chị Thiên Thanh. 125.000 bao nhiêu tiền một áo? Dạ 80.000 một áo và ba chị Hồng Thu. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, bộ này quá đẹp và quá sang luôn. Dạ rồi. Cái gì trắng? Bà ba trắng 4 ngay đầu gói chị á, mã trắng là mã ngay đầu gói á.
Xe cái đó xe 4 hay xe 5? Rồi. 57.5 em chốt cho chị Phùng Thu. 56, cái này là đã 57 hả? Cái này 58 hả? Đâu, cái này là 57 nè, em đang lên là 57. Lên rồi chị. Cái màu xanh nó chốt rồi đó, chị kia nhờ chị hai coi cái mã số bao nhiêu. Chị, cái chị đang cầm là cái phiếu nhiêu? 57. 57 là bộ này nè. Đó, đây là 54 đó. 57 là hai bộ đen. Vừa nha chị Kim Phụng ơi, vừa size số 5 nhưng mà chiều dạ mà cái a quần đó thì chị mặc nó như chị mặc nó sẽ trên mắt cá nha. Chị mặc như quần chín tóc vậy đó, nó sẽ trên mắt cá. Áo dài còn như chị Hồng Thu ơi, áo dài chị cũng coi trong cái video giùm em luôn ha. Chị coi trong cái video em đăng hồi qua chị. Chốt em bộ này là mã số 58 cả nhà, quá đẹp luôn. Em có 58.4. 58.4 là 67kg trở lại mặt vừa. Và .5 là cho các chị đẹp nhà em 72-73kg. Lên với em bộ này là mã số 58. Quá đẹp luôn cái bộ 58. 58 này mặt trắng lắm nè. 58, 125.000 một bộ nha chị. Mango này là mango xịn luôn á, mango loại 1 luôn, nói chung là mango xịn của xịn đó, giải nó rất là đẹp. Giải dày dặn mà nó mướt mà nó rất là mát luôn ha. Lên giúp em bộ này là mã số 58. 58 em có size 4 và em có size 5 nha mấy chị, 58. Rồi chốt em bộ này là mã số 59 và hai bộ giống nhau. 58 em chốt cho chị Bảo Bảo, size số 5. Rồi lên giúp em bộ này là mã số 59. 59 em có 59.4, 67kg trở lại mặt vừa. Và .5 là cho cái chị 72-73kg. Lên giúp em bộ này là mã số 59 cả nhà. 59.4 là 67kg trở lại nha. .5 là cho cái chị đẹp nhà em 72-73kg. Lên giúp em bộ này là mã số 59. 59, đó bộ này lên gọi nè chị. Bộ đó là mã số 47. 57 chứ lộn. 59 em có 59.4 và 59.5 nha cả nhà, 59 là gì? Chị kia đi gọi để em lên được này, công ty này có xe nhỏ. Chớ em bộ này mã số 60 cả nhà. 70kg trở lại mặt vừa. 70-72kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 60. 60-72-73kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 60. Chớ em mã số 60 nha. Chớ em bộ này là mã số 61. 61-72-73kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 61. 61 cả nhà, 72-73kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 61. Em cái bộ này em có size nhỏ nè. Còn chị Hồng Thu ơi, coi cái video hồi qua em đăng giùm em nha. Rồi có mã áo trên đó luôn đó chị. Coi lại giùm em đi ạ. 60kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này. Rồi 63. Không, cái đó là 62. 62, lên giúp em bộ này mã số 62. Trở lại mặt vừa. 62kg mà có tay lỡ hả? 62 cho chị Lê Thanh Phương.
73kg trở lại mặt vừa. Lên giúp em bộ này là mã số 63. 63 cả nhà ơi, 63. Chốt em bộ này là mã số 63 nha, 63. 72-73kg trở lại mặt giường. Áo bà ba hả Ngọc Trân? Áo bà ba mã đỏ size số 4 cho Ngọc Trân một áo. Rồi lên giúp em bộ này mã số 63 nha các chị, 73kg trở lại mặt giường, 63. Rồi chốt em bộ này là mã số 64. 64.4. Rồi bộ này đẹp nè. Hãy cho mình được chuyên bộ. 64.4 em có một bộ cả nhà ơi, em có một bộ. Em có một bộ 67kg và một bộ 72-73kg. Bà ba mã đỏ size số 3 cho Ngọc Trân. Cái bộ hay gì? Lên với em bộ này nha cả nhà, bộ này rất là đẹp luôn nè. Này 63 hả chị? Đúng không? 64. Lên với em bộ này mã số 64 nha các chị, 64. Sáu mươi bảy kg trở lại mặt giường. Chớ em mã số 64. Cái này nãy như mình lên rồi. Màu xanh hồi nãy này giống không ta? Mã đỏ là này đúng không? Dạ. Cái này là nãy có rồi, chúng ta cái bộ đầu tiên em mặc có một cái bộ mặt quay đúng không? Cái bộ này khác khác chị. 72-73kg trở lại mặt vừa cái chị đẹp nha. Em lên với em bộ này là mã số 65. 75-72-73kg trở lại mặt vừa, lên với em bộ này là mã số 65 à. 65 nha cả nhà, 72-73kg trở lại, chốt em mã số 65. Rồi chốt em bộ này là 66. 66-72kg trở lại mặt vừa, lên với em bộ này là mã số 66, rất là đẹp luôn. 66 nha các chị, 72-73kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này. Giải này là nó siêu đẹp luôn nha cả nhà ơi, đẹp lắm luôn. Dạ. 65. Không có. Dạ. Chớ em bộ này mã số 66 nha, 66. 66 chị cũng quăng lên qua chị. Ngàn một bộ nha chị ơi. Có cái màu xanh này, màu xanh tay chị đó, đó kiểu đó đúng rồi, thấy được cái bộ đó chị muốn. Rồi bộ kế tiếp luôn chị, bộ kế tiếp luôn, số 4 luôn. Em đang mặc là số 4 á chị Tô Diễm, số 4 size 67kg trở lại đó chị, mã số 1. Em còn 1.4 và 1.5 luôn. Dạ. Cảm ơn chị. Em mặc là mã số 1. Lên với em bộ này là mã số 68. 68 nha cái chị đẹp nhà em, 67kg trở lại mặt giường. Chớ em bộ này là mã số 68. Đẹp quá. 68 nha cả nhà, 68. 67kg trở lại mặt giường. Chớ em bộ này mã số 68. Yeah. 69 em có 3 size, size 60kg, size 65kg và size 70kg. Lên với em bộ này là mã số 69. Em có 69.1 là 1XL mấy chị, 60kg trở lại mặt giường. .2 là 65kg và .3 là 70kg. Lên với em bộ này là mã số 69.
69. Dạ đơn của mình đã gọi dặn đi rồi là gửi rồi nha chị ơi, mấy bữa trước là em không biết còn hay không ha. Có gì nè chị có đơn thì chị hỏi mấy bạn chốt đơn giùm em nha. Em không có quản lý đơn nên em không có nhớ nha chị Hà Phương. Rồi bộ này bộ cổ sơ mi nè mấy chị. Bộ cổ sơ mi hồi chiều em quay nè rất là đẹp luôn nha cả nhà. 65-66kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 70. Quá đẹp luôn. Mã số 70 bộ sơ mi ha. Bộ này mặc lên rất là lịch sự và rất là đẹp luôn. Giúp em bộ này 65kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 70. Em có 2 bộ. 70 em được 2 bộ nha cả nhà. 70 chốt em mã số 70. 70 cho chị Trúc Mai Bùi một bộ. Em còn một bộ cổ sơ mi. Mấy bộ cổ sơ mi này chị chốt đi có ít lắm. Rồi lên với em bộ này là 71. Hãy qua cho chị luôn nha chị. 71 em có 71.4 và 71.5. 71.4 và 71.5 cả nhà. Chấm 4 là 67kg trở lại mặt dừa và chấm 5 là cho cái chị đẹp nhà em 72-73kg. Lên giúp em bộ này là mã số 71. Em có 2 bộ nha. 71, chấm 4 và chấm 5. 71. Bảy mươi hai đẹp quá cả nhà. 72. Dạ đơn của chị Phùng Thu đi luôn khỏi rồi. Quả mặt 125.000 chị. 65-66kg trở lại mặt dừa nè mấy chị. 65-66kg mặt dừa. Dạ. Chị Thanh Lê. 65-66kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 72. Lên giúp em bộ này mã số 72 cả nhà. 72. Bộ này mã số 73. Bộ này đẹp lắm luôn. 73. Đẹp quá mấy chị ơi. 73 67kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 73. 73 nha cả nhà. 73 67kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 73. Không có mấy cục xe đâu. Lên với em bộ này là 74 cả nhà. 74 60kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này là mã số 74. 73 em chốt cho chị Trúc Mai Bùi. 74 cả nhà ơi. 74 74 60kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 74. Chớ em bộ này mã số 75. 72-73kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này là mã số 75 cả nhà. 75. 75 nha. Lên giúp em bộ này mã số 75. 72-73kg trở lại mặt dừa. Lên giúp em bộ này mã số 75 nè. Quá đẹp. 75 cái chị. 75. 75 thấy qua chị luôn nha chị. Chốt em bộ này mã số 76 cả nhà. 76. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 76. Bảy mươi sáu nha các chị ơi. 76, 72kg trở lại mặt dừa. Lên với em bộ này mã số 76. 76. 76, 72kg trở lại mặt dừa. 76. Bộ này giống bộ em mà. Giống bộ
76 cho chị Bảo Bảo. Rồi lên với em bộ này mã số 77, 77 cả nhà. 65kg trở lại mặt vừa bộ cổ sơ mi này. Bộ cổ sơ mi nè, lên với em bộ này là mã số 77. 65kg trở lại mặt vừa. 77 nha cả nhà, 77. 65kg trở lại mặt vừa, lên với em 77. Rồi 78. 78 chị Bảo Bảo chốt bộ này nè chị. Bộ này chị mặc vừa nè, 75kg mặc được nè. Bộ này size to. Bộ này form to này, 75kg ok nè. Lên với em bộ này là mã số 78. Chốt em bộ này 78 nha. Rồi 79. 79 luôn. 72kg trở lại. 79 là 72kg trở lại. 79 nha, 72, 73kg trở lại, lên giúp em bộ này mã số 79. 79 nha các chị. 72, 73kg trở lại mặc vừa, lên giúp em 75kg gọn gọn người chứ. Cổ sơ mi em không thấy, xe 5 chứ chưa thấy. Lên giúp em bộ này mã số 79, đẹp quá. 79 nha, 72kg trở lại mặc vừa, 79. Chớ em bộ này mã số 80, 65kg trở lại mặt giường, 80 bộ ống rộng. 80, 65kg trở lại mặt giường, lên giúp em 60, 65kg lên giúp em bộ này là mã số 80. Chớ em bộ này mã số 80 nha chị, 80. Bảy chín cho chị Bảo Bảo. Chớ em bộ này mã số 81. 80 cho chị Vạn Sự Tùy Duyên. 81 cả nhà. 65-67kg trở lại mặt giường. Bộ này 65kg chị. 65-67kg. 65-67kg trở lại mặt giường, lên với em bộ này mã số 81. Bộ này 70kg vừa. 70kg chắc vừa luôn nè chị. Form nó rộng đó. Một bộ ship, có ship nha chị ơi, phí ship 25.000 trên đơn giúp em luôn nha. Cái chị ok chịu nhận thì em ship mình bình thường nha. Phải một bộ là đơn cũng trên 100.000 nha. Lên với em bộ này nha mấy chị, 67-68kg nha mấy chị, 70kg mặc cũng ok đó. 70kg cao 1m58 trở lên là mặc vừa, chị nào hỏi em bộ cổ sơ mi nè. Bộ này form bự nè chị. Nó mất tiêu, nó rớt mất tiêu cái số rồi. Không có thấy, nhưng mà size to đó. Chớ em bộ này là mã số 81. Chị Điệp về đi chị Điệp. 81 cho chị Hai. Chị Hai lại đây đi Hai. Chị Điệp về. Chớ em bộ này mã số 82 nè. Cái nhà cổ sơ mi đẹp quá. 82. 65-66kg trở lại mặc vừa, lên giúp em bộ này. Nói chung là size 4 của mấy bộ này là 67kg trở lại chứ chị mặc ok đó. Lên giúp em bộ này là mã số 92 hả? 82. Lên giúp em bộ này mã số 82 cả nhà, 82. Để đi, hồi xếp lại. Có gì đâu, có gì đi. Còn xe 5 không à mấy chị, còn xe lớn không à. Bộ này em có một bộ. Đây 73kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 83. 83, 72, 73kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 83. 83 cả nhà ơi, 83. Ừ. 84.
64 đẹp quá, 65kg trở lại mặt vừa, 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 84, bộ 125.000 nha chị ơi, mang đồ siêu xịn luôn. Lên giúp em bộ này là 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 84 à. 84 nha các chị, 84, 65kg trở lại mặt vừa, 84. Em chốt cho chị Vạn Sự Tiền Duyên. Rồi 85. 85 65kg trở lại mặt vừa luôn, lên giúp em bộ này là mã số 85. 85 65kg trở lại mặt vừa luôn, lên giúp em bộ này mã số 85. 85. Sắp nhật em tối nay em không có like chị. Lên với em bộ này mã số 86. 65kg trở lại mặt vừa luôn, chốt em bộ này mã số 86. 86 cả nhà ơi, 86. 86 65kg trở lại mặt vừa, lên với em bộ này mã số 86. 86. Bộ này đẹp quá. Rồi. 87 70kg trở lại mặt vừa. Bộ này 77 2kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 87. 87 nha cả nhà ơi, 87. 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em 87. 125.000 một bộ nha chị. Bộ này người ta bán 210.000 một bộ nè mấy chị, và mấy chị mua có 125.000. Bộ này là 210.000 một bộ nha. Đồ này nó rất là mát, giải nó rất là đẹp nha. 210 là còn giá cho nên nè. 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 88. 88 cả nhà ơi, 88. 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 88. 89 giúp em đi cả nhà, 89. 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 89. 89 cả nhà, 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 89. Rồi 90. 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 90. 90, 65kg trở lại mặt vừa của chị. 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 90. 91. 91. 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 91. 91, 72kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này là mã số 91. Rồi mấy chị không coi cái mang gồ này nữa em qua nha. Đẹp đẹp không à. Ôi có bộ màu trắng nữa nè. Chín mươi hai. 65kg trở lại mặt vừa. 65kg trở lại mặt vừa, lên giúp em bộ này mã số 92. 89 cho chị nhanh sang. Size nhỏ không có chị. Bộ này là bộ chín tấc cả nhà ơi, bộ chín tấc nha, rất là đẹp luôn. Cái gì mà nhiều quá. Bộ chín tấc. Lên với em bộ này mã số 92. Bộ này em có size 4, size 5 không à, size đại, size đại, size 60kg trở lên không à mấy chị. 60kg đến 72-73kg nha, em có size nhỏ hơn nữa. Cái lô này size đại không à. Nãy giờ em lên quá chừng luôn rồi đó chị Bảo Bảo mà chị không chốt được mà
em lên quá trời size 72 73 kg luôn, ở đây size 5 là nguyên một cái rừng size 5 mà chị chọn không được bộ nào hết. 69. Sáu chín đâu rồi? 89 hay 69? 69.1. 69.1 bây giờ không có tìm ra luôn Ngọc Trân ơi. 92 đi ha, chốt 92 đi bộ chín tóc. Thì để đi rồi chút ngày mai nó tiếc rồi nó kìm. Cái mã số là mà đúng không? Rồi 92 cho Ngọc Trân. Em lên quá trời cái size 70 mấy ký luôn mà chị chọn không được. Là mấy chị 65 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 93, 92 em hết à. 93 65 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này là mã số 93. 93 cả nhà, 93. Rồi chốt em bộ này là mã số 94 cả nhà, 94. 94 67 kg trở lại mặt dừa lên với em bộ này là mã số 94. 94 67 kg trở lại mặt dừa lên với em bộ này là mã số 94. Cả nhà. Quá đẹp luôn. 70 kg trở lại mặt giường. Chốt em bọn này là mã số 93. 93 70 kg trở lại mặt giường các chị. Lên với em bọn này là mã số 93, 125.000 một bộ. Rồi, cái này 94 đó, 95. Đó. 95, cái này lên giúp em 95 nha. Lỗi, cái bộ em đang cầm này là mã số 95. 95 70 kg trở lại mặt giường. Lên giúp em bọn này là mã số 95. Nhà ơi 96. Quá đẹp luôn. 70 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 96. 96 70 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 96, 125.000 bộ à, 96. Quá đẹp cái bộ này luôn. 97 70 kg trở lại mặt dừa lên giúp em bộ này mã số 97. 97 70 kg trở lại mặt dừa giúp em mã số 97. Rồi 98. 98 cả nhà, 72 kg trở lại. 98. 98 cả nhà ơi, 98. Thầy lấy ấm rồi đúng không? Ấm bộ mới bỏ xuống rồi. Rồi. Chín mươi tám cho chị Nguyễn tóc Thành Đạt. Rồi chớ em bộ này là mã số 99. 70 kg trở lại mặt giường. 99. 99 70 kg trở lại mặt dừa. 98 em hết à. Bộ không ăn chốt. Bộ 99 cả nhà ơi, 99 70 kg trở lại mặt dừa. 99.
nó đẹp đó. 70. 70 kg trở lại mặt dừa, lên với em bộ này mã số 70. 70 kg trở lại mặt dừa. Quá đẹp. 70 nha. 70, 70 kg trở lại mặt dừa, 70. Màu xanh luôn, 71, mấy bộ này quá xịn sang. 71, cả nhà 70 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này là mã số 71. 71 nha cả nhà ơi, 71. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Nga. Bà ba coi lại like hồi trưa rồi giùm em đi chị. Trời, bây giờ là 71 cái bọc. Rồi, chớ em bộ này mã số 72. 72, 73 kg trở lại mặt dừa là cái chị. 73 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 72. Chớ em bộ này mã số 72. 73 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 72. Bảy mươi hai em chốt cho chị Nguyễn Tóc Thành Đạt. Rồi lên với em bộ này mã số 73 cả nhà, 72 73 kg trở lại mặt dừa luôn. Chốt em bộ này là mã số 73. 73, 72 73 kg trở lại mặt dừa, lên với em bộ này mã số 73. Kg trở lại mặt dừa, 74. 74 nha cả nhà ơi, 65 67 kg trở lại mặt dừa, 74. Tôi bọc bên kia. Gấp rồi. Lấy một mới đi. Quá đẹp luôn mấy chị. 75. 72 73 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 75. 75 cả nhà ơi. Chứ em 75. Em chốt cho chị Thành Đạt. 125.000 bộ chị. 76 cả nhà ơi, 76. 72 73 kg trở lại mặt dừa, lên giúp em bộ này mã số 76. 76 nha, 76. 76. 76. Có màu đen nha chị ơi, màu đen nó cũng lên bông vậy đó chị. Mã 73, 73 còn hay. 73 em chốt cho chị Dạ Thảo Nguyễn. Mấy bộ này mà chị 70kg mà chị cao mấy 56 là chị mặc đẹp luôn á chị. Nhưng mà có đơn để ý điện thoại giúp giùm em chị Dạ Thảo ơi. Cái đơn ngày 25 tháng 7 là cái đơn của chị bên em gọi 2 ngày luôn, không có nghe máy nè. Mới xả ra ngày 25 tháng 7, bữa nay là 26 hả? Mới xả hôm qua. Chúng gọi đọc lại là đúng không? Không chỉ 3. Có đơn đi rồi nè, 3 tháng 5 nè, 12 tháng 6 có đơn này gọi 2 ngày không nghe máy. Đơn này ngày mai để ý điện thoại giúp giùm em nha chị. Dạ Thảo Nguyễn, em mới xả đơn của chị ngày hôm qua hết đơn á, gọi không có nghe máy nha chị. Mã đỏ size số 4 còn nha chị Hồng Thu nha. Còn đủ chị ơi, size 4 là còn đủ đó. Đợt này em về nhiều lắm, đợt này em về tất cả 600-700 áo rồi, thấy chị chốt thoải mái. Trong đó nó có mấy bộ màu đen ở dưới, nó nằm bên góc, có hai bước qua phía bên kia coi là thấy có mấy bộ màu đen đó.
5 thôi, size 5. Màu đen em có nhưng mà nó còn size số 4 không hả chị ơi? Nó hết chân size số 5 rồi. 2X được không? 2X là size 4. Rồi bộ này em còn size 5 nè. Em đang mặc là quần dài. Bộ này đẹp nè cả nhà. Bộ này em có size size 65kg và size cho các chị size 67kg nha. 67kg và size 71-72kg trở lại mặt vừa nè. Lên với em bộ này là mã số 76 hả chị? Em có 76.4 là 67kg trở lại mặt vừa và .5 là cho các chị đẹp nhà em 72kg. Lên với em bộ này là mã số 70 nhiêu ta 70 mấy à? Nãy 75 hả? Ủa nãy giờ lên mã số nhiêu rồi? Tự nhiên 90 mấy rồi lên tới 7 mấy vậy? Thì đang 99 nhưng mà trở lại 70. Em lộn. Quay lại giúp em bộ này mã số 1 đó chị. Quay lại giúp em mã số 1. Tự nhiên 99 nhưng quay lại 70 tôi tưởng đâu không chị. Mã số 1 đưa lên giúp em mã số 1 nha. 1.4 là 66-67kg trở lại. 1.5 là cho cái chị 71-72kg trở lại. Lên giúp em mã số 1. Em đang mặc là quần dài. Rồi hết rồi đó cả nhà ơi. Bộ em mặc còn size 5 nè. Các chị đẹp nào chốt không? 72-73kg trở lại. Mã số 1 này, mã số 1 em lên đầu tiên nãy giờ đó. Chị ấm tiết lấy 1.5 là bộ này. 1.5 là bộ này ha. Của chị ấm tiết nha. Bộ em mặc cái chị lên giúp giùm em là một vàng đi mấy chị. Một vàng kèm size giúp em đi kẻ có phối với màu vàng. Dạ, lấy gì nữa. Lên giúp em một vàng nha. Lên giúp em là một vàng, em cũng còn được size 4 với size 5 luôn. Một vàng. Lấy bộ đang mặc size số 5 em chốt cho chị Thành Đạt. Nằm ở dưới cùng á ha. Thấy không? Đúng rồi. Một đến 5 đúng không? Đúng rồi. Lấy chân chị có một bộ size 5 đó đưa. Bộ này đẹp nè các chị. Bộ này lên giúp em mã số 63. 72-73kg trở lại mặt vừa. Bộ này đẹp nè. Lên với em bộ này là mã số 73. Lại đây mà không có làm á là ngày mai Diễu không có cho lại nữa đâu. Cho nhà học bài. Lên với em bộ này mã số 63 cả nhà, bộ này đẹp nè các chị, 72-73kg trở lại mặt giường. Hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà mình ơi. Lên với em bộ này là mã số 63, 72-73kg trở lại mặt giường. 6373 rồi em chốt cho chị Bảo Bảo bộ này luôn nha. Mã số 73, ok chị. 75kg bộ này mặc phải gọn người mặc mới vừa chị anh chị Hai Lan. Gọn người mặc mới vừa chị, còn nếu như mà hơi tròn người lớn tuổi tí xíu là mặc nó hơi bị cúp á. Rồi cái bộ này nó đẹp nè mấy chị. Chớ em bộ này là mã số 2. Mã số 2 2.5. 2.5 72kg trở lại mặc vừa, 2.5. Chớ em 2.5. Chốt em 2.5 nha mấy chị, 2.5. Bộ đó rất là đẹp, 72kg trở lại. Chị gì đâu mất tiêu rồi, chị gì vô em nói là nghe máy giùm em. Rồi xong rồi đâu mất tiêu luôn rồi chị. Dạ Thảo. Nghe máy điện cho được không? Đừng nói là dạ Thảo em. Nguyễn. Không nhắc thì mấy chị không có nghe máy, mà nhắc thì mấy chị cũng không nghe máy luôn. Mấy chị nói mấy chị bị quê, mấy chị không nghe máy. Rồi
bạn hết rồi đó mấy chị ơi, nó hết trên size lớn rồi đó. Nên cho mấy chị một bộ màu đỏ đẹp. Chị Hồng Thu là một cái áo và ban màu đỏ size số 4, ok chị. 7273 ký trở lại mặc vừa, cái chị lên với em bộ này là mã số 3. Chứ em bộ này mã số 3 nha, mã số 3. 7273 ký trở lại mặc vừa lên giúp em mã số 3. Mã số 3. Rồi hết rồi đó mấy chị. Hết trơn. Quay qua em lai áo và ba cho mấy chị. Quay qua đây lai áo và ba đi mấy chị. Dạ. Em lai áo và ba cho mấy chị nha. Quay qua đây chị cho nó chống. Quá chừng đồ. Đây áo và ba đi các chị. 80.000 một áo. Áo em đang mặc các chị lên giúp em mã này là mã đỏ nè cả nhà. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Một áo, một quần chị Hồng Thu. Quần thun 70.000 một quần luôn chị. Rồi áo em đang mặc cái chị lên giúp em mã đỏ đi cả nhà ơi, rất là đẹp luôn à. Đỏ kèm size giúp em nha các chị, lên giúp em mã đỏ. Chốt co giãn 4 chiều nha, rất đẹp luôn. Chốt em mã đỏ. Áo này em có size cho cái chị 45 46 kg nha, đến 75 76 kg cả nhà mặc vừa, 80.000 một áo. Quần em đang mặc là 70.000 một quần, các chị có thể là lấy áo không cũng được. Rồi lên với em mã này đi cả nhà, chốt em mã này là mã ngọc ạ. Cái áo này cũng đẹp nữa này mấy chị. Chốt em mã ngọc nha, ngọc. Rồi mã trắng. Chốt em mã này mã trắng. Đẹp quá cả nhà ơi. Trắng nha cả nhà, trắng. Bà ba thun đúng rồi chị Năm Nguyễn nha, đó là thun lạnh nha chị, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Lên với em mã này là mã vàng nhạt, chốt em mã vàng nhạt nhí tím, 80.000 một áo. Mấy chị mua về mặc nhưng mấy chị rất là đẹp luôn nha. Đi mai chị mấy trăm ngàn, cái chị đi mai một cái áo cái chị mua được ba cái áo ở bên em á, tiền giả với tiền công là bằng mua được ba cái áo ở bên em. Rồi mua mặc đi mấy chị ơi. Mình mặc mặc đẹp mà chứ đâu phải là mặc không đẹp đâu đúng không. Mình mặc áo bà ba mình mặc vài lần, mình đổi qua cái bông khác. Đúng rồi chị nha, là bữa nay chị mua cái chất liệu vải gì, nói chung là vải nó nhiều lắm chị, vải nó một cái lô
Và ba đợt này bây giờ á, là em về ở đây là nó có 5-6 cái chất liệu vải rồi nha. Nói chung là nói tóm lại nó là vải thun đó. Cái chị mặc á, thì vừa dặn rồi xong rồi coi giãn thoải mái, cái chị mặc với họa tiết nó đẹp là ok rồi. Còn kêu em giải thích chất liệu vải gì bởi gì thì em không biết với chị nha. Vải nào lên em thấy nó cũng đẹp hết trơn á. Lên giúp chị em cả nhà nha, chốt em mà Sơn Thủy. Có nhiều chị mua cứ thắc mắc, ủa sao chị mua đợt này nó lại khác cái đợt trước, rồi nói không, rồi chê cái này chê cái kia nữa, nó khổ lắm. Chất liệu vải thì cái chị cứ mặc nè, co giãn 4 chiều, bông đẹp, mình mặc lên mình cảm thấy mình thoải mái là ok rồi. Thế bây giờ mấy chị kêu em là gia mai đợt này, tại vì á, một cái loại vải thì không thể nào mà nó in liên tục cho mình nhiều bông được, nên là em thay đổi bông cho cái chị liên tục, đúng không? Em muốn bông mới cho mấy chị hoài á, cập nhật bông mới, bông đẹp á, thì bắt buộc em phải tìm nhiều cái chất liệu vải, chứ một chất liệu vải không thể nào mà người ta in nhiều bông cho mình hết trơn á. Tại vì người ta in một lần, người ta in số lượng rất là lớn nha, in số lượng rất là lớn, khi nào mà người ta bán hết rồi thì người ta mới in lên cái mộc mới cho mình, mới ra cái vải mới. Nên là không thể nào mà một cái chất liệu vải giống như thun lưới vậy đó, em ra một đợt cho mấy chị là giờ không có bông mới để ra nữa, bắt buộc em phải tìm cái chất vải khác, chứ không thể nào mà lấy bông cũ mà cứ bán tới bán lui hoài được. Sơn Thủy xe số 4 cho chị Năm Nguyễn. Chứ em mã này mã xanh biển nè. Đó, như mấy cái bông này nè, cái chị mặc rất là đẹp luôn. 80.000 là quá vừa túi tiền cho cái chị đẹp nhà em mua luôn rồi. Đi ra mua một cái khúc vải nó cũng cả 100.000 hơn, đi mai tiền công cả 100.000 hơn cái nữa, công chạy à, công chạy đi chạy lại rồi chờ đợi nữa. Sơn Thủy xe số 4 mua về là mặc, chỉ là việc mặc thôi mấy chị. Đúng rồi. Xanh biển, lên với em xanh biển, mã xanh biển này cũng rất là đẹp nè. Đây cái lập thể này cũng đẹp nữa nè. Giải thun lạnh thì nó sẽ mỏng nha, nó sẽ mỏng hơn cái tơ hàng nha, nó sẽ mỏng hơn tơ hàng đó. Nên là cái chị đẹp nhà em á, mặc rất là mát nha, chất liệu rất là mát. Áo bà ba mình không có còn phải chất liệu giải dày mấy chị nha, dày mặc nó khó chịu lắm, dày nó không có co giãn, mặc nó rất là khó chịu, nên là mỏng cái chị mặc nó mát nó nhẹ. Và mấy chị kỹ á, mấy chị kỹ mà để xài hàng cho nó lâu á, thì cái chị chịu khó cái chị giặt tay giùm em, tại mình mặc nó cũng không có dơ gì hết á, có một cái hai cái áo bà ba hả, giặt tay giùm em ha, là xài sẽ rất là lâu tại vì thun mà. Ngọc vàng nhạt lập thể xe số 1 chốt cho chế ông Điệp. Ok chế ông Điệp không, áo bà ba xong không có lai áo dài nha. Áo dài coi cái mã, coi cái clip giùm em đi mấy chị, nó có 39 giây hả, trong đó nó có 10 cái mã áo dài trong đó đầy đủ hết trơn á, mình ưng cái nào mình chốt cái đó nha. Em cũng mặc lên từng cái cho mình hết á, cho nó nhanh mấy chị. Lai áo dài cực lắm, hỏi một lần lai là phải mặc hết, mà mặc cái áo dài mấy chị biết mặc ra mặc vô 10 cái đảo đi đảo lại đó. Trong khi đó coi cái clip có 39 giây đầy đủ ở trong đó hết rồi, ưng cái nào thì ngày mai nói mấy bạn chốt. Lên với em mã này mã lập thể, cái lập thể này lên rất là đẹp nè cả nhà, lập thể. Rồi mã này lên giúp em mã da. Chớ em mã này là mã da đi cả nhà. Áo bà ba. Áo bà ba. Có, áo em mặc là có đầy đủ tới size 6 luôn nha chị Nguyễn Tính. Lập thể 4 cho chị Năm Nguyễn. Rồi lên giúp em mã này là mã nhí đỏ. Cái áo nhí đỏ này nó có kim tuyến nên là rất là đẹp. Chớ em mã nhí đỏ nha, nhí đỏ. Rồi xanh lá. Lập thể là cái đó đó, đúng rồi. 80.000 một áo hả cả nhà ơi. Nhà mình mua đi rất là đẹp. Đây cái xanh lá này lên cũng đẹp nữa nè. Em lại mặc áo bà ba là khoái mấy cái màu nổi nổi này nè mấy chị. Nhiều màu sắc vậy nè. Đó mấy chị đi đâu mấy chị mặc nó rất là nổi ha. Với lại là thứ hai nữa là cái chị có chụp hình có này kia đồ đó, những cái áo này chụp lên nó sẽ rất là đẹp. Một áo quần em đang mặc là 70.000 một quần. Cái chị có áo rồi thì cái chị lấy quần. Ủa quên lấy, có quần rồi lấy áo không cũng được. Hơi đây buộc tóc bên nữa. Buộc tóc bên nữa hay cố tình buộc hay là tại không biết buộc thì nó xéo lên. Hả? Hả? Vậy là không biết buộc mới xéo lên hả? Trời ơi, nãy giờ chị Út tưởng đâu làm kiểu chứ.
Rồi lên giúp em mã này là xanh lá nha các chị, xanh lá rất là đẹp luôn. Em đang mặc là mã đỏ. Em mặc mã đỏ này xanh lá các chị, xanh lá. Còn nha chị Lan Nguyễn ơi, em còn đầy đủ hết trơn á, từ size 1 đến size 6 các chị mua áo nào cũng có chứ. Tại vì cái lô đợt này em về nhiều lắm. Lô đợt này về là các chị chốt thoải mái nha, chốt thoải mái luôn, áo đẹp không à. Xanh lá, lên với em xanh lá đẹp lắm luôn. Em đang mặc là đỏ. Mã nhí ngọc hả chị Hồng Thu? Mã ngọc size số 4 hả? Áo dài hả? Còn. Còn nha chị. Áo đỏ 69kg mặc vừa không em? 69kg mình cao bao nhiêu chị Gụ Ngọt? Chị Gụ Ngọt có đơn bên em rồi nè, size số mấy mặc vừa nha chị? Em nhớ như chị có đơn bên em rồi mà. Đúng không? Kg cho em chiều cao, 69kg cao 1m56, 57 trở lên. Gọn người không có lớn tuổi, lớn tuổi là trên 60 tuổi á, thường những chị lớn tuổi là những chị tầm khoảng 63, 65 tuổi trở lên đó chị. Thì các chị mặc size số 5, còn nếu lớn tuổi thì lên size số 6 nha. Em là 1m58, em nặng 50kg. Chị chưa có em hả? Chị Rượu Ngọt là em nhớ chị có đơn bên em rồi mà. Có đơn rồi hay là đơn đang đi? Hay là nè em thấy có số điện thoại rồi là có đơn rồi đó. 25 tháng 3 không nghe máy, 26 tháng 3 chị không lấy nữa. Mà nào không biết nữa. Rồi mới nhớ qua kia chị vô hỏi hay là vô gì nữa nè. Có nghĩa là đợt trước chị có mua bên em rồi mà chị không có lấy nha. Rồi bữa mấy ngày nay em nhớ là chị có hỏi hay là chị có chốt đơn gì một đơn nữa đó. Rồi giờ 69kg thì cho em chiều cao đi chị. Cuối cùng là chị 60kg hay là chị 69kg? Cho em cân nặng chiều cao chính xác một lần đi chị. Chị Nguyễn Tính ơi, chị kết bạn Zalo đi chị. Kết bạn Zalo hoặc kết bạn Zalo với em đi ha. 60kg cho em chiều cao đi chị Rượu Ngọt ơi. Chị ghi 69kg. Hình như bữa chị cũng lên chị hỏi em cũng sử dụng mà 69 là 60kg gì nè đúng không? Em nhớ ấn tượng cái tên của chị lắm. Tại vì tên của chị là tên Rượu Ngọt. Em nhớ qua kia gì có đơn nè. Cho cân nặng chiều cao giùm em luôn chị, cân nặng chiều cao mới canh được size nha. Nè, tới vô ngày 19 nè, em cho chị bộ đang mặc rồi số điện thoại nè, mà cuối cùng không biết có gọi được hay không. Đó, em nhớ rõ ràng luôn. Cái tên của chị là tên Gụ Ngọt. Mấy bạn nhà em còn nói cái gì bữa đó đây quên mất tiêu rồi, bây giờ em nhớ nè, đây ngày 19 tháng 7 nè. Em cho chị bộ đang mặc số điện thoại mà không biết là có chốt được đơn không ha. Hình như là không có cho cân nặng chiều cao, không có số điện, không có cân nặng chiều cao nên là không có lấy nè. Không có lấy sai. Không biết đường để lấy sai. Đó nên là mình mua hàng thì mình cho cân nặng chiều cao giùm luôn ha. Chứ mấy chị chốt vậy là mấy chị không có đơn đâu nha mấy chị. Người bán em bán đối với em là kinh nghiệm 4 năm live stream cho mấy chị rồi, mấy chị cho vậy cũng không biết đường lấy sai. Mua hàng online mấy chị muốn hạn chế vấn đề đổi trả, mua mặt vừa đẹp thì phải cho cân nặng chiều cao. Thứ hai nữa, ví dụ như cái tạng người của mình là thuộc tạng người là khó mặc đồ rồi tròn người hay là như thế nào đó. Có nhiều chị là ngực á, thì có ngực là ngực to, có chị thì ngực nhỏ nhưng mà eo to, có bụng, có chị thì có mông hay gì đó, thì cái chị phải hiểu là cái tạng người của mình như thế nào, để mà mình khi mà mình nghe cái người bán người ta tư vấn á, người ta nói á,
thì cái chị sẽ hình dung được ừ mình mặc size số mấy để mình mặc vừa. Còn ví dụ như chị không biết nữa thì đói đế lắm thì mấy chị lên cân nặng chiều cao. Ví dụ như bản thân em là em mặc hàng là em mặc size S không à, size S. Còn cái nào mà size lớn thì thường em mặc XS, hoặc người ta nói cái eo là mình có thể hình dung được là mình mặc vừa hay không. Còn ví dụ như em biết cái size S hết rồi em lấy lên size M là em biết chắc chắn em sẽ mặc rộng là vậy em phải bóp vô. Nhưng mà cái đó em chấp nhận. Em chấp nhận là tại vì em biết cái đó là size M em sẽ mặc rộng, nhưng mà tại em thích quá em chốt em lấy về em ốp vô vậy thôi à. Nên là mấy chị mua hàng thì mấy chị cho cân nặng chiều cao ha, chứ mình hiểu cái tạng người của mình thuộc như thế nào mình sẽ rất là dễ chốt đồ. Là dễ thun cái chị càng dễ chốt, nó thun nó có co giãn rồi mấy chị. Rồi, hơi tối nay like tới đây ha mấy chị ơi. Tối nay ốp sớm nha. Nay em cũng đuối. Tối nay lại tới đây thôi các chị, ngày mai mình chiến tiếp nha mấy chị đẹp nha. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Bye bye các chị đẹp.